Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các anh em rút 10 con token từ dự án Liber Swap nhận token LBR các bạn. Bạn nào có làm dự án trước đây thì click vào link thứ nhất, mình vào mở cái Telegram ra để chat nha, thông tin nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục status nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình số dư balance của mình vào các bạn. Thì đây rồi sau khi các bạn chụp màn hình rồi các bạn bắt up lên các bạn. Thì dự án này mình cũng đã check qua cho tất cả các bạn, mình thấy có trên trang BC Scan thì nó có phân phối cho tất cả các bạn đó các bạn. Thì nên để rút được con token này các bạn phải tốn phí mạng là 0.008 BNB hoặc là 32 đồng TRX. Con này khoảng rút của khoảng 1 đô mấy gần 2 đô phí các bạn. Mình thấy rất là rẻ nên mình rút luôn cho các bạn. Rồi các bạn copy cái địa chỉ BNB Smart Chain này giúp mình các bạn. Từ không nhân ép nữa. Rồi các bạn sao chép đây nha các bạn. 05F. Rồi các bạn mở địa chỉ với chút product của mình ra nè. Không. Rồi các bạn bấm nhầm gỡ nè. BNB Smart Chain. Địa chỉ người nhận thì bạn bắt ở đây nha các bạn. Không nhân 05F. Đúng rồi, các bạn kiểm tra cũng chắc nha các bạn. Rồi. Tiếp tục thì bạn gửi đi, số lượng là 0.008, không dư không thiếu nữa các bạn. Khoảng 2 đô đã hay. Rồi bạn bấm nút tiếp tục. Phí mạng 0.05. Rồi bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó giao dịch hợp đồng chút xíu các bạn. Rồi để đang chờ thì mình qua bên cái link form mình khai báo thông tin nha tất cả các bạn. Ok, xin. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn bắt địa chỉ BNB Smart Chain của tất cả các bạn trước khi khai báo trên bot nha mà. Thì mình mở địa chỉ chocolate mình ra nè. Các bạn sao chép địa chỉ này nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì submit username Telegram thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn khai báo trên bot nha các bạn. Cộng anh 4 số 1. Các bạn điền thông tin cho chính xác nó mới gửi về nha các bạn. Send fee submit Jefferson link here thì các bạn mở địa chỉ chocolate mình gọi lại nè. Thì các bạn bấm vào mục giao dịch đang thực hiện nè. Đã gỡ nè, các bạn bấm vào thêm các chi tiết nè. Phí mạng 0.005. Rồi các bạn mở địa chỉ bằng trình duyệt Chrome ra luôn các bạn. Rồi mình đã gỡ, các bạn copy hết cái đường link này giúp mình luôn các bạn. Với C scan. Bạn nhấp vào. Rồi các bạn sao chép cái địa chỉ BC scan nè. Champion nè các bạn. Rồi các bạn copy vào các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Tiền nó sẽ phân phối trong vòng 72 giờ các bạn. Phan các bạn chờ chút xíu. Đây nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Phan các bạn để mình kiểm tra các bạn. Rồi chính xác rồi. Rồi các bạn gửi lên một cái tệp balance hồi nãy các bạn chụp nghe qua. Chọn từ thiết bị. Rồi các bạn tải lên nghe bạn. Rồi các bạn, để mình sau khi mình gửi rồi mình check lại thông tin cho các bạn, mình copy luôn chắc là mình qua bên trang ICCAN mình check nó có phân phối không các bạn. Các bạn gửi nữa các bạn. Token này nó sẽ phân phối vào 72 giờ các bạn. Trong vòng 72 giờ. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn rút tiền con LBR từ swap các bạn. Để mình qua trang BCCAN mình check các bạn.
này các bạn, nó phân phối cho những người kia là những người tham gia này các bạn, rất là đông luôn mà. Nè, có rất là nhiều rút giờ cũng có rất nhiều người phân phối các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn rút tiền con tục căng BLG. Trên đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.